Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ học qua bài biến thực chân ngôn. Trọng tâm của bài này sẽ là phần tiếng Phạn. Trước hết, chúng ta sẽ đọc qua phần âm việt của bài chú. Nam mô tát phạ, đát tha nga đá, phả rô chỉ đế, án tam bạc ra hồng. Nam mô tát phạ, đát tha nga đá, phả rô chỉ đế, án tam bạc ra hồng. Nam mô tát phạ, đát tha nga đá, phả rô chỉ đế, án tam bạc ra hồng. Và câu tiếng Phạn của bài chú là Namasarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara Hum. Namasarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara Hum. Namasarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara Hum. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cách đọc của bài chú này như thế nào. Chữ này là Namah. Cái chữ H có dấu nặng ở dưới, chúng ta đọc là Namah, 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 Namah. Sarva, 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 Sarva. Tathagata, Tathagata, Tathagata. Avalokite, Avalokite. Bây giờ hai chữ A này liên tiếp với nhau thì chúng ta gom lại thành một chữ A có dấu gạch ngang trên đầu là Tathagata Avalokite. Tathagata Avalokite. Tathagata Avalokite. Thấy không? Cho nên chữ cái phiên âm dưới này nè, chúng ta là cái chữ A viết hoa và tô màu đỏ để cho chúng ta biết là chúng ta phải kéo dài chỗ đó hai nhịp. Tathagata Avalokite. Tathagata Avalokite. Om Sambhara. Sambhara. B đứng một mình thì chúng ta đọc là B. Chữ B và chữ H ghép lại chúng ta đọc là B, B, B. Đưa cái hơi nhiều từ trong miệng chúng ta đưa ra. Om Sambhara, Sambhara, Hum. Om Sambhara, Sambhara, Hum. Om Sambhara, Sambhara, Hum. Đó. Thì chữ Sambhara nghĩa là tư lương, lương thực. Đó, đó là hiểu theo nghĩa hẹp. Còn nghĩa rộng tức là thứ tư lương mà mình cần có đủ để đạt được giác ngộ giải thoát. Thì có hai thứ Sambhara, đó là Bunya Sambhara tức là công đức và Jnana Sambhara tức là trí tuệ. Thì công năng của bài chú này là khiến tất cả đồ ăn từ một biến hóa thành bảy và với bảy thì lại hóa ra thành bảy nữa. Nhẫn đến hóa ra nhiều vô lượng, đầy khắp cõi hư không cùng vạn vật không ngần ngại, thọ hưởng pháp vị, thân tướng viên mãn. Đó là công năng của bài chú. Bây giờ chúng ta sẽ đọc bài chú này thêm vài lần nữa. Namasarva Tathagata Avalokite Om Sambhara Sambhara Hum. 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 Đó. Bài chú này cũng rất là dễ học. Chúng ta chỉ cần học từ mới là Sambhara. Còn những từ kia thì chúng ta đã học qua rồi trong các bài chú khác. Rồi, xin kính chúc các bạn học mau thuộc bài chú này. Và xin kính chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.